Đó, quý vị thấy không? Thấy không quý vị, thấy không? Rất là trắng quý vị nha, xài cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Chị em nào mua thì comment lia lịa lia lịa. Đây quý vị nhớ nhìn giùm cho em nha, một tay đen một tay trắng như vậy nha. Quý vị biết không, ngày này cũng lai tắm trắng hết trơn trời, cho nên không bao giờ hai cái tay nó đều em hết trơn hết trời á. Trắng bao nhiêu thì nhã hả? Dạ không, cái này là trắng quanh năm, trắng lại trắng suốt đời luôn nha quý vị nha. Em sẽ thử nguyên cái body của em cho quý vị coi. Dạ cực kỳ trắng nha mấy chị nha, nhưng mà không bị hồi da đâu cả nhà ơi. Đặc biệt là một chai như thế này chỉ với giá 490.000 nhưng mà cả nhà sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. 2 tháng trời quý vị, 2 tháng trời quý vị nha. Chào đại ca em, chào anh, rồi nhanh tay lại chân. Bên đây thì có bán cái sữa tắm hàng ngày luôn, một cái chai là màu hồng như vậy nha, chai màu đen là tắm trắng một lần, tắm trắng một lần. Có chai màu hồng nữa, màu hồng em ơi. Đây, chai sữa tắm này chúng ta tắm là tắm hàng ngày luôn và nó kích trắng lên cái hạt trong đây, những hạt tính chất lụ như vậy nha, làm trắng da. Cảm ơn quý vị nhanh tay lại chân. Có bán kem dưỡng không? Có luôn. Bên em là kem dưỡng ban đêm cũng như là kem dưỡng ban ngày như vậy nha. Sữa tắm cực kỳ thơm cho vậy, đây là tinh chất đặc sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nên hãy yên tâm giùm cho em. Nguyên bộ bao nhiêu? Nguyên bộ là 1 triệu như qua này. Dạ một bộ tổng cộng là 4 món nha mấy chị nha, là 1.470.000. Khi cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Xin chào, xin chào. Rồi nhanh tay để chân, anh chị em nào mua thì comment số điện thoại giùm cho bên em. Cái nhà mình mua một bộ nha mấy chị, một bộ là gồm một chai da tắm trắng một bước nàng và một chai sữa tắm trắng hàng ngày và kèm theo hai chai kem body ban ngày và ban đêm nữa nha cả nhà ơi. Thì cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và free ship nha mấy chị nha. Cả nhà mình bây giờ em sẽ test cho cả nhà mình coi cái độ trắng của cái sản phẩm Hàn Quốc này như thế nào nha mấy chị ơi. Sao các bạn mình đặt mua ủng hộ em nha. Bây giờ những chị nào mà mua để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Rất là trắng như nha, vợ em là Quỳnh búp bê đó mấy má. Ok. Dạ, mấy chị ơi, nãy mấy chị nào hỏi em là mua hai chai sữa tắm kèm theo hai chai kem body ban đêm là trị giá là 1.470.000 nha chị nha, 4 món. Rồi nhanh tay lại chân cái gì nha, đẹp quá. Hai chị em nào mua thì comment để số điện thoại giùm cho bên em những gì nha. Còn ai làm chi nhánh làm đại lý thì cũng liên hệ giùm cho em luôn. Thì một chai đó là 490.000, xài rất là lâu những gì nha. Đây là sản phẩm ta có thể xài lên cái mặt của chúng ta luôn, làm cho ta sáng lên, trắng lên, mịn màng hơn. Ok. Còn cái chai màu hồng này cũng 490.000 nha quý vị nha. Chai này tắm hàng ngày tắm hàng ngày luôn đó, sáng thức giấc sẽ đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại thì nghe tìm được luôn luôn. Đây bây giờ sẽ test cho cả nhà mình ngồi coi nha. Mấy chị ơi, mấy chị biết không, tắm là không hề bị vàng lông nha mấy chị nha, không hề bị vàng lông. Cực kỳ trắng sau 15 đến 20 phút nha mấy chị ơi. Dạ, rất là trắng luôn. Đó quý vị thấy không? Đây vợ em nó không có tắm trắng thường xuyên như vậy nha, nên sẽ rõ rệt hơn. Còn em thì em tắm trắng thường xuyên, ngày này em cũng tắm trắng hết trơn trời. Chứ như vậy mà cái da em sẽ khác như vậy nha. Đó, đây. Bây giờ sản phẩm được mang tên là sản phẩm Asia Skin như vậy nha. Rồi bây giờ chị em nào mua thì comment số điện thoại giùm cho em. Và cái kem body nó xức vô cực kỳ im cuồng anh hả? Ok vậy đây em xức cái body cho quý vị coi. Kem body của đặc biệt bên đây là sản phẩm Hàn Quốc nha mấy chị nha. Khi mà xức vô là cực kỳ trắng luôn, mà đặc biệt là thẩm thấu trên làn da mà không hề bị bết đít nha mấy chị ơi. Nhưng mà đặc biệt một cái nữa là khi mà gặp nước là không hề bị trôi nha mấy chị nha. Một bộ là 4 chai nha mấy chị nha. Một bộ là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng một chai tại cái bào chết trị giá 490.000 rồi được free ship. Là 490.000 là free ship toàn quốc cho vậy luôn. Đây quý vị thấy không? Trời ơi ngon ăn vừa miệng quý vị. Trắng nõn nè, mình sử dụng mà tao nói sức dụng sức lên là nó thơm lắm. Cơ thể chúng ta như có lông sành như vậy nha. Dạ, mình sức lên cái nhiều khi mà bồ mình nó hử một cái ví dụ nhiều khi bồ nó hử một cái mà đàn ông sức vẫn được nha, đàn ông sức vẫn được mà đàn bà sức vẫn được luôn. Cái mùi nó dịu nhẹ lắm, mùi nó dễ chịu lắm, phải như mùi kem trộn của mẹ nha. Rất là thơm và từ Hàn Quốc 100% cái chai nó đẹp như thế này đây, cái chai dùng cái mi cờ vô. Quý vị thấy tướng em ngon quý vị, ngon ăn vừa miệng quý vị, quá trời đẹp quý vị ơi. Bây giờ tao nói cuộc đời của em nhỏ đẹp lắm quý vị, thiệt sự luôn. Dù nhiều khi mà em nhìn vô kiến em nói trời thằng nào mà đẹp trai quý vị, thằng nào mà ngon ăn vừa miệng quý vị, thôi em nói mà nhiều khi em lạnh hung cái kiến quý vị, tụi nó đẹp quá. Ai muốn mua một chai thì 490.000, còn ở chai mà chỉ tắm hàng ngày cũng 490.000 luôn, body cũng 490.000, body ban đêm cũng 490.000, body ban ngày cũng 490.000. Đây cả nhà mình chỉ cần để lại số điện thoại giùm em đặt hàng thôi nha cả nhà ơi. Hồi nãy là em có test rồi nha mấy chị nha. Đây một tay của em, một chai tay trắng, một tay đen nha mấy chị ơi. Một tay trắng đây quý vị coi nè, nó trắng đây quý vị thấy không? Còn nè, đó quý vị thấy không? Thấy không quý vị, thấy không? Rất là trắng quý vị nha, xài cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Chị em nào mua thì comment lia lịa lia lịa. Mấy chị biết không, tại vì em không có thời gian nhiều cho nên là không có dưỡng nhiều á mấy chị, chỉ cần tắm 15 đến 20 phút thôi mấy chị ơi là cực kỳ trắng, là bật tông lại liền nha mấy chị nha, cực kỳ trắng luôn. Có hiệu quả không em, chị yên tâm giùm cho em, nếu không hiệu quả là trả tiền chị luôn. Dạ cái này em sử dụng đủ gì, dạ nhà đã thờ Phật không dám nó bậy đâu gì, cái này em sử dụng, nó em sử dụng như vậy nha. Dạ dạ đúng rồi, cả nhà mình mua một bộ là 4 chai nha mấy chị nha, nhưng mà sẽ được tặng một chai tại cái bào chết trị giá 490.000, là 1.470.000 nha cả nhà ơi, được free ship luôn nha mấy chị nha. Thôi bây giờ cũng kết thúc livestream để em xin nghỉ ngơi xíu như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye mọi người và hẹn gặp lại. Vậy I love you.